1. Công nguyên năm 600, Tùy Văn Đế khai hoàng 20 năm, tả cổ đô ở giữa hai vùng Lạc Dương Bạch Mã Trì và Tung Sơn Thiếu Lâm Tự. Trong bầu không khí ngạt ngào hương sắc tôn giáo lúc đó, sinh ra vị Phật học đại sư có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử Trung Quốc và nước ngoài, nhà phiên dịch có 102, sứ giả vĩ đại trong giao lưu văn hóa Trung Ấn, Huyền Trang đại sư. Làm quan phải chính trực liêm khiết, lại phải tuân thủ công pháp. Khâm sai đại nhân đến. Tỳ chức không biết khâm sai đại nhân giá đáo, không kịp nghênh tiếp, xin thứ tội. Trần Tuệ tiếp chỉ. Phụng thiên thừa nhận hoàng đế trước giết. Trẫm sắp tới, trẫm sẽ tuần du giang lăng, dọc theo châu huyện nhất loạt kiểm tra. Lên các châu huyện chọn tú sĩ mỹ nữ ngàn người tiến cung. Triều đình ắt có sử dụng, không thử. Việc này á, đại nhân, huyện Giang Lăng nhiều năm chinh phục lao dịch, thành hương xa xôi nhân khẩu ít, thật khó lòng tập hợp đủ số, xin đại nhân làm chủ cho. Ngôn cô, ngươi không nghe nói thánh thượng đã giết 3 người can ngăn rồi sao? Ngươi không cần đầu, nhưng ta cần. Mau đi làm đi. Dạ. Lĩnh chỉ tạ ơn. Mau đi làm đi. Có người ta bắt, mau chạy đi, chạy đi. Chúng ta mau chạy đi. Mẹ ơi, cứu con với. Mẹ. Anh Liên. Đi ra. Anh Liên ơi. Mẹ, cứu con với. Mẹ. Đi. Mẹ ơi. Đi, để phu nhân đi, tôi đi báo lão gia. Mẹ ơi, phu nhân, mẹ ơi, cứu con với. Lẹ. Mẹ, mau lên đi. Trời ơi, làm sao sống đây trời. Đại nhân, ai nói Văn Lan không mỹ nữ chứ? Bắt được mười mấy người rồi, người nào cũng xinh đẹp hết á. Tưởng người mẹ đó ơi, cho thuộc hạ đi. Đi. Đi, nhanh lên. Ô lão già, lão già khai ân. Thảo dân chỉ có một cô con gái lão già. Cứu giúp con gái lão già đi lão già. Không phải hạ quan không thấu hiểu chân tình đâu. Nhưng mà có cải lại thánh mệnh. Lão già, lão già khai ân. Mong quan trên không chọn được thì các người có thể đoàn viên rồi. Lão già ơi, lão già. Xin lão già cài ơn. Hãy thả con gái của Thảo Dân ra đi. Xin lão già cài ơn. Lão già không xong rồi. Lão già đi. Lão già. Nói mà, vị tiểu thư bị khâm sai bắt đi rồi. Hả? Lão già. Đi mau, nhanh lên. Đi, mau lên. Lẹ lên. Mau đi. Mau. Nhanh lên. Lẹ lên. Lẹ lên.
Đại nhân, mời dùng trà. Quỳ xuống. Đại nhân, Trần Tuệ 3 ngày chưa bắt được một mỹ nữ. Mới nửa ngày chúng ta đã bắt hơn 10 người rồi. Nghe xem, bọn họ ai cũng xinh đẹp hết đó. Đưa một người lên. Đưa người lên. Người đó là ai? Đó là con gái của Trần Tuệ, Trần Ái Liên. À. Đại nhân à, thử cho thuộc hạ cô đó có được không? Người to gan lắm. Người dám đụng tới người của hoàng đế sao? Dạ. Đi. Tiểu nhân không dám. Mau đưa từng người đến cho cầm xe lão gia xem. Dạ. Không cái gì chứ. Tốt thà tôi thích cầu viên tốt xấu. Lão nương trẻ 10 tuổi dù còn không kịp nữa là. Nhanh lên, lên đây. Đi lên đây. Kêu người tới đây. Bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. 9 tuổi? 9 tuổi mà ngực căng ra sao? Xuống. Dạ, đi. Đưa người tiếp theo. À, chính là ngươi. Lên đây, lên đây. Để lão gia xem. Đi đi, nhanh lên. Trời ơi, tuyệt vời vô cùng. Hả? Mẹ ngươi cho ngươi ăn cái gì? Lột hết quần áo của ả ra. Khó khăn bốc ra một lớp măng non. Cả ta cũng thấy động lòng nữa. Dẫn xuống. Đi. Xem đứa này. Đại nhân, cái này được bôi lên. Phạm tội khi quân. Hà dục. Cảm. Dạ. Đừng mà. Quỳ xuống. Không có gì. Được làm hoàng phi là phước của mấy người rồi. Không chỉ có ngài khâm xe đại nhân phải khấu đầu với các người nữa đó. Tới người rồi. Mẹ ơi. Nhanh lên đi. Tới người rồi, nhanh lên đi. Nhanh lên đi. Hả? Lão gia, đây là con gái của Trần Tuệ, Trần Ái Liên. Để lão gia xem. Hả? Đại nhân, đây mới đúng là mỹ nhân quốc sắc thiên hương đó. À. Chúc mừng đại nhân. Ngươi mau đi mời đại phu đi. Dạ. Nè, cầm. Nè, mau đi đi. Lão gia, lão gia, chúng ta chỉ có một đứa con gái thôi. Có thể xin khâm sai đại nhân
thông cảm cho mình. Dù có phải bán hết gia sản cho ông ta. Phu nhân có điều không biết rồi. Cầm sai này á là hoàng thân năm xưa muốn lấy nàng, rủ văn hóa thành. Hả? Cho dù thế nào cũng phải thử xem sao. Mão thân, mẹ vừa nói Khâm Sai đại thần đó chính là người lòng lan dạ sói, có xin hắn cũng vô ích thôi. Hay như vậy đi, không thể nghĩ nhiều như vậy được. Lý Tân, chuẩn bị lễ. Dạ. Quay lại, hầu lễ nhiều một chút. Dạ. Nhanh lên đi. Đại nhân. Trần đại nhân. Dạ. Trần đại nhân đêm hôm tới thăm, có gì chỉ dạy? Đại nhân à, đây là 100 lượng hoàng kim, xin đại nhân nhận cho. Tặng quà ắt có thỉnh cầu. Đây không giống phong thái hằng ngày của Trần đại nhân hả? Bởi vì trong các mỹ nữ đại nhân đã chọn được có người tên là Trần Ái Liên. Hả? Cô ta quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Đó là con gái duy nhất của Hạ Quan. Ồ, là lệnh ái sao? Xin chúc mừng. Đại nhân, Hạ Quan chỉ có một người con gái và đã có hứa hôn rồi. Chẳng lẽ Trần đại nhân không làm gương cho bá tánh sao? Chí ít hoàng kim mua chuộc Khâm Sai kháng thanh mệnh sao? Việc này... Bổn quan nể tình đồng khoa với người, để lại cái đầu của người đó. Việc này... Người đâu? Có. Tiễn khách. Dạ. Đại nhân. Mẹ ơi, nhanh lên. Nhanh lên đi, con biết chỗ này mà. Từ từ, phu nhân cẩn thận. Ta phải đích thân gặp Khâm Sai đại nhân. Lão gia không cho bà đi mà. Không thể nghĩ nhiều như vậy được. Đi. Mẹ ơi, nhanh lên. Cẩn thận chút. Lại bắt người rồi, chạy lại bắt người rồi, chạy lại lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lẹ lên.
Đi, đi mau. Nhanh lên, nhanh, chạy ra coi, mau, mau đi. Nhanh ra, chạy mau rồi, chạy mau lên, chạy mau lên. Nhanh lên, lẹ. Lên, đi lẹ coi. Nhanh lên, đi lẹ. A Di Đà Phật. Cảm ơn phu nhân. Cảm ơn phu nhân. Đi, đi, đứng dậy. Mày. Phu nhân, chúng ta về thôi. Đi, tránh ra. Phu nhân, tránh ra, tránh ra. Đi. Tội lỗi, tội lỗi. A Di Đà Phật. Mẹ ơi, con sợ lắm. Chúng ta về thôi. Mẹ. Chúng ta đi thôi. Đi thôi phu nhân. Tránh ra. Đi. Đại nhân, đây gọi là nợ máu trả máu. Năm đó Trần Tuệ cướp tống dung của ngài, hôm nay ngài cướp con gái của hắn. Trời cao không phụ người. Đại nhân à, ngài dâng ái liên cho hoàng thượng thật sao? Thô gan. Bốn hoàng đây là người dối vua gạt chúa công báo tư thù hay sao? Lùi xuống. Dạ. Chính trị mạnh như hổ, làm quan nhưng không thể cứu được ba tánh, lại không bảo vệ được con gái mình, sống có ích gì? Chẳng lẽ Trần đại nhân không làm gương cho bá tánh sao? Chí ít hoàng kia mua chuộc không sai kháng mệnh sao? Đại nhân à, có vị phương pháp sư tên là Tam Huệ cầu kiến đại nhân. Không gặp. Chính phu nhân đã mời tới, nói không chừng trời không tuyệt đường người đó. Mau, cho mời. Dạ. Trong nhà xảy ra chuyện gì vậy? Cha phụ, phụ mẫu đang lo về chuyện nhị tỷ bị bắt đi. Hả? Cha phụ, về cha mẹ con, người hãy nghĩ cách giúp đi. Quà thì đâu tới, sẽ từ đó mà ra thôi. Máu thai. Quỳ Nhi. Sư phụ tới rồi. Sư phụ. Phu nhân. À, xin mời pháp sư, lão gia đang đợi trong thư phòng. Pháp sư. Đại nhân, ngày mà bần tăng có việc gì không? Một lời khó mà nói cho hết. Mời. Mời. Thư pháp của đại nhân tuyệt vời quá. Khí phách hiên ngang, nét như rồng bay. Chỉ đáng tiếc người đã sắp chết rồi. Cũng xem như lục căn thanh tịnh, trở về với tịnh độ. Lời pháp sư vừa nói cũng chính là đạo tư pháp. Có điều, nếu đại nhân chết, có thể thoát khỏi được những phiền não. Chẳng lẽ không có cách để cứu chúng sinh thoát khỏi ải này hay sao? Hạ quan giờ đã đi đến bước đường cùng rồi. Mời. Sư phụ, mời dùng trà. Bần tăng có kế này. Sư phụ từ bi, xin giúp chúng tôi. Thiện tài
thiện tai. Kế này của Bần Tăng giúp được những nữ tử thoát nguy hiểm. Cả nhà đại nhân sẽ được an toàn. Không chừng Linh Ái thoát được nạn này, khiến gian kế của kẻ gian sẽ bị thất bại. Không chừng còn được hoàng thượng trọng thưởng, khiến Khâm Sai có chỗ không thể nói ra được. Có điều... Chỉ cần cứu được Ái Liên, thế nào cũng được hết. Bệ hạ tuy là minh chủ, kính ngưỡng Phật bảo, quảng độ tăng ni, nhưng bên dưới làm việc trái ngược lại. Hoàng thượng tự xưng đệ tử của Phật môn, chỉ bằng tương kế, tựu kế. Đại nhân, hãy để bá tánh cùng nhau thượng tấu, xin bệ hạ đưa các thiếu nữ đã được chọn phát duyên trước Phật, làm tỳ kheo ni để cầu phúc cho bệ hạ. Có điều Lĩnh Ái cũng phải xuống tóc xuất gia. Việc này không biết đại nhân và phu nhân thấy như thế nào. Sư phụ đúng là Bồ Tát chuyển thế. Tôi sớm nghĩ đến điều này. Có điều thiệt thòi cho Ái Liên rồi. Trời ơi, vì muốn cứu ba tánh đành phải làm như vậy. Sư phụ, sư phụ, tỷ tỷ không muốn xuất gia, con xuất gia thay tỷ, con cũng làm tỳ kheo đây được không? Hả? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Được, được. Quy Nhi. Trần Tuệ tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa nhận hoàng đế chưa viết, kiến nghị Giang Lân huyện hợp với ý trẫm, việc tuyển mỹ nữ của huyện đưa đến Thủy Nguyệt Am làm ni, đêm ngày cầu phúc cho trẫm, phong Trần Tuệ làm thái thú Dương Châu, thưởng 1 vạn lượng bạc, khâm thử. Tạ chủ long ân. Tuệ công đúng là phi phạm, hiểu được tấm lòng của hoàng thượng, xin chúc mừng. Đại nhân quá khen. Hạ quan tuổi cao sức yếu, khó đoán thánh ý, kính xin đại nhân hãy chuyển tấu cùng thánh thượng. Hả? Đại nhân sức khỏe dồi dào, hồng đồ phát triển, tại sao lại nói những lời như thế này? Đại nhân, bên ngoài khỏe mạnh, nhưng bên trong là đống xương khô, mong được ân chuẩn. Việc này... Tạ đại nhân. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh, khóc cái gì mà khóc. Đi, nè. Nhanh lên. Mẹ. Lên lên coi. Mẹ. Ai đi. Mẹ ơi. Đi. Mẹ. Ai đi. Lẹ lên. Lẹ lên. Tỉ tỉ. Khóc lắm cái gì, đi. Mẹ. Phu nhân yên tâm đi. Mau đi. Con gái gia nhập vào cửa Phật là ba đời có phúc. Nhờ hoàng thượng ân chuẩn, nhiều người cầu còn không được. Nhanh lên. Mẹ ơi. Nhanh lên. Tiểu đệ. Đi. Cha mẹ nhờ đệ chăm sóc. Tỉ tỉ yên tâm mẹ. Tỉ tỉ. Nhanh lên. Đi. Đi mau đi. Đi thôi. Lại lại, đi. Đi. Con ơi. Ai liền. Đi. Tỉ tỉ. Ai liền. Mẹ ơi. Ai liền. Mẹ ơi. Ai liền. Đi. Phá lên. Ai liền. Đi coi. Nếu kéo gì đó. Đi. Đại nhân. Đến lúc chúng ta lãnh thưởng rồi. Phu nhân, muội muội đi theo Bần đi. Người hãy bảo trọng, cứ yên tâm đi. A Di Đà Phật. Con ơi, đi thôi, đi đừng khóc nữa. Ai Liên. Mẹ.
Ai Liên. Tế tế, mẹ ơi. Ai Liên. Tế tế. Ai Liên. Mẹ. Ai Liên. Phu nhân. Mẹ. Phu nhân. Mẹ ơi. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân à. Mẹ. Mẹ ơi. Phu nhân. Phu mẹ. Nhân. Phu nhân à. Quyền Nhi à, con đọc cho cha nghe một đoạn. Khổng Tử viết: tri chi di tri chi, bất chi di bất chi, thị chi giả. Ờ. Quyền Nhi à, con hiểu những điều này không? Dạ hiểu. Ờ. Có hiểu thật không? Vậy câu này có ý nghĩa gì? Khổng Tử nói học hành phải thành thật, biết thì nói là biết, không hiểu không được giả vờ hiểu. Nếu không hiểu giả vờ hiểu thì không học được kiến thức. Tự viết: đạo chi dĩ chính, kỳ chi dĩ hình, minh miễn nhi vô sĩ, đạo chi dĩ đức, kỳ chi dĩ lý, do thử thả đắc. Quy Nhi à, con hiểu những điều này thật không? Dạ hiểu. Thật không? Ừ. Nói cho cha nghe đi. Khổng Tử nói dùng hình phạt nghiêm khắc chỉ vì bá tánh, tuy có thể giảm tội phạm nhưng không thể khiến bá tánh cảm thấy tâm phục. Dùng đạo đức và lý pháp trị bá tánh thì bá tánh hiểu được làm điều sai là sỉ nhục, sẽ tự cảm thấy tâm phục. Nhưng mà con nhà mẹ đi trên đường thấy toàn là các quan lại cướp của giết người, đánh người, ức hiếp, chèn ép bá tánh, đã làm trái điều thánh nhân dạy. Quy Nhi à, không được nói bậy bạ. Hả? Nếu không phải như vậy, sao cha từ quan chứ? Tại sao nhị tỷ lại khóc? Sao cha không thể cứu tỷ ấy? Lão gia, Quy Nhi 3 tuổi theo chàng học tập, lễ ký luận ngữ đã thuộc từ lâu. Con nó thường hỏi thiếp, thiếp nghĩ Quy Nhi nói không sai. Phật nói thiền chỉ chi phúc, du chư trang nghiêm tối di đệ nhất. Thiếp nghĩ điều này giống với đạo lý Nho gia. Nếu như con người không biết liêm sĩ thì làm gì có công đức. Nhưng mà chỉ có người biết hối hận xấu hổ mới biết hành thiện tích đức. Nếu không, không khác loài cầm thú. Nè, phu nhân, nàng... Lão gia, hiện giờ thiên hạ đại loạn, chính vì ba tánh không biết xấu hổ. Trái lại, người làm quan cũng như cầm thú. Những lời này đúng thì có đúng. Nhưng mà, nếu như... Quy Nhi thông minh, chàng gửi gắm vào con... Muốn con trưởng thành để làm gì? Vì mong con trở thành vị quan cứu thế cứu dân. Tuy chàng từ quan, vẫn mong Quy Nhi kế thừa sự nghiệp. Chàng nghĩ xem, lần này Vũ Văn không được như ý, hắn có bỏ qua hay không? Tuy là Ái Liên qua được ải này, chẳng lẽ hắn để Huy Nhi có cơ hội ngẩng đầu sao? Ái Liên xuất gia, tuy là thiếp không đành lòng, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách đó mà thôi. Nếu như Huy Nhi xuất gia, nó có thể xỉ dương Phật Pháp, phổ độ chúng sanh.
Tam Huệ Pháp Sư có nói, thằng bé thông minh hơn người, lại có tuệ căn nữa. Huy Nhi. Mẹ. Cứ là ai? Hôm nay để cho người ký hiệu, sau này gặp lại. Lại đó. Nhanh. Mau, mau, mau. Mau trở lại. Trở lại, trở lại. Mau lên. Trở lại. Trở lại, mau. Đi, đi. Đi, đi. Mau, đi. Nhanh lên. Đi. Mau. Lão gia, quỳ xuống. Nói đi, nói. Ngươi là người nào? Đêm hôm đến hành thích bổn quan. Ngươi do ai sai khiến vậy? Nói, nói. Nói mau. Ai đã sai khiến ngươi? Nói mau. Hỏi ngươi đó, ai sai khiến ngươi vậy? Không ai sai khiến, muốn giết cứ giết đi. Lão gia, thả hắn ra đi. Thả hắn đi. Thả hắn ra đi. Lão gia, quan gia đình dạy không nên kết, tiếp thấy hãy thả hắn đi. Ừ. Niệm tình ngươi theo khâm sai, bổn quan không truy cứu tội ngươi. Cởi trói cho hắn. Lão gia. Cởi trói. Bằng bó vết thương cho hắn, bàn một ít rượu, cho ít lộ phí, rồi cho hắn đi. Lão gia. Cởi trói đi. Lão gia. Lão gia. Lão gia. Xin ngài đừng đi. Ngài là lão gia đừng có đi. Lão gia. Xin ngài đừng đi. Lão gia. Lão gia. Ngài là vị thánh quan, ngài đi rồi. Lão gia. Xin ngài đi. Lão gia. Lão gia. Lão gia. Xin ngài đừng đi. Xin ngài đừng đi. Đừng đi lão gia ơi. Lão gia. Xin ngài đừng đi. Lão gia. Ngài cai quản vạn lăng vạn dân có phúc. Đúng rồi. Ba tánh chúng tôi không nở xa ngài. Đúng rồi. Lão gia, ngài đi rồi. Ba tánh chúng tôi làm sao mà sống đây? Lão gia, xin ngài đi. Hạ quan gánh trách nhiệm lớn, nhưng tiếc là lực bất tòng tâm. Cáo từ, cáo từ. Lão gia. Lão gia. Xin ngài xin các vị quay về đi. A Di Đà Phật. Bần tăng đến trễ, xin ngài thứ tội. Thế nào, ngài cũng lên đường sao? Bần tăng nhờ ân của thí chủ đã lấy 1,000 lượng bạc quyên góp xây lại ngôi miếu, đắp lại tượng Phật rồi. Ý của đại sư là gia độ trăm ni cô đã có thiện duyên. Và lại điều bần tăng thích nhất chính là dân du khắp nơi, quá độ chúng sanh. Xin đi cùng đại nhân. Xin các vị quay về đi. Xin ngài đừng đi mà. Đại nhân. Xin ngài xin đừng đi. Quay về. Đại nhân đừng đi, đại nhân ơi. Xin các vị hãy quay về đi. Xin quay về. Các đại nhân đừng đi. Xin dừng bước. Quay về đi. Xin đừng đi. Đại nhân đừng đi. Đại nhân, ngài báo trọng. Xin quay về. Xin ngài đừng đi mà. Bọn đám bay có bao nhiêu mưa, tan được cứ tan đi. Đại nhân bảo trọng. Xin lui về đi. Xin các vị hãy lui về đi. Các vị, các vị hãy về đi. Về đi. Xin ngài đừng đi mà. Xin ngài đừng đi. Lão gia, xin ngài đừng đi. Xin ngài đừng đi. Xin ngài đừng đi. Xin ngài đừng đi. Mời sư phụ. Dạ. Ngài xem, phong cảnh thật đẹp. Đúng rồi, đúng rồi.
Mời, mời ngồi, mời, mời ngồi. Mời ngồi. À, dạ. Mời Dung Tra. Mời. Sư phụ à, trước khi đi, thân tùy của Khâm Sai Đại Thần Phó Nghĩa muốn mưu hại tôi, may nhờ có người bịt mặt cứu đó. Đại nhân có Phật phù hộ, kẻ gian làm sao mà hãm hại được. Là quả thì không thể tránh khỏi. Vũ Văn núp ở phía sau, có lòng đoán được. Tôi biết Phó Nghĩa bị hắn ta sai khiến, nhưng mà khó lòng tìm ra được chứng cứ. Vậy còn Phó Nghĩa? Hoàng gia nên giải, không nên kết. Tôi tha cho hắn con đường sống đi rồi. Đại nhân tích thiện, tích đức, đó là việc rất đáng khâm phục. Đại nhân, lần này sau khi hồi hương, ngài có dự định làm gì không? Hiện giờ quyền uy hoành hành, triều đình nhiễu như, sớm có nghĩa quân dựng cờ khởi nghĩa, tôi không đành lòng bỏ rơi hoàng thượng, lại khó lòng bảo vệ cho ba tánh, nên tôi đành phải từ quan hồi hương, dạy con học hành, chờ đợi thời cơ. Chẳng lẽ ngài muốn Tần Quy thừa kế sự nghiệp, làm quan ở một nơi nào đó sao? Quy Nhi thông minh lắm, mới 6 tuổi, đã học thuộc kinh thi rồi đó. Khi có cơ hội thể hiện, tôi nghĩ nó có thể phò trợ thánh thượng tạo phúc cho vạn dân. Thánh thượng đúng là đấng minh quân. Thánh thượng có lòng nhân hậu, thương yêu chúng sinh, đúng là một minh chủ. Nhưng thói đời thì ra sao đây? Thánh thượng là người thông minh, chỉ đáng tiếc lại nghe lời của bọn tiểu nhân. Trưa nay nói về binh quân thì có được mấy người? Ngài nhẫn tâm để cho Quy Nhi đi theo đường của ngài sao? Tuy là nước sông Giang có thể sẽ làm ướt nhiều thứ, phò trợ dân chủ cần có 100 năm, nói chi ngày sau chứ. Như vậy ý của đại sư như thế nào, xin hãy chỉ giáo cho. Quy Nhi nè, sư phụ thiên cơ bất khả lộ sao? Thay triều quán đại mà thôi. Vậy khi nào mới làm tới? Dạ, phu nhân mời ngài và sư phụ vào trong dùng trà. Ta biết rồi. Đi đi. Mời. Mình đi thôi, mời. A Di Đà Phật, 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 Quy Nhi. Thank you.
Nam mô.